đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng. Chiến thắng xít sao 1-0 trước đội tuyển Malaysia cũng đủ giúp cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng. Đội tuyển Việt Nam vừa đánh bại đội tuyển Malaysia 1-0. Tại trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau những khoảng thời gian đầu tiên gặp nhiều sóng gió, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến phút 40, nhận đường chuyền từ Quế Ngọc Hải, Quang Hải có pha, ngã người dứt điểm đẹp mắt làm tung lưới thủ môn đội tuyển Malaysia. Có được bàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Park đã thi đấu chắc chắn và bảo toàn được tỷ số cho đến hết thời gian thi đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhờ chiến thắng này, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nhận được cơn mưa tiền thưởng từ VFF và các doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân tiền vệ Quang Hải được một doanh nghiệp thưởng riêng 200 triệu đồng, một tập đoàn thưởng 100 triệu đồng nhờ pha ghi bàn mở tỷ số. Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng cho đội tuyển Việt Nam số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Không chỉ vậy, hai tập đoàn lớn cũng dành tặng số tiền thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho Công Phượng cùng các đồng đội. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác cũng dành tặng số tiền 500 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn với số tiền thưởng khổng lồ trên, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ càng có thêm động lực cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến thắng xít sao trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai bảng G, khi cùng có 4 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.